Ok, lần chắc chắn là vui nên mình muốn làm tiếp luôn. Và nhìn thú vị. Tất nhiên là sẽ không ra gì thôi. Ok, mình mở game cho ta này luôn. Ok, có khá nhiều kim tự tháp. Hello. Không nhảy luôn à. Buồn vậy. WASD này, di chuyển này. Chắc đây là kiểu ai đó thử nghiệm lúc mới làm game thôi. Đừng thay vì xóa đi thì họ đăng mẹ lên itch.io. Ok, next. In my heart. Phần game Undertale. Video không có sẵn nữa. Khoan đã. Tải về đâu ấy. Tôi bảo cái này nếu bắt quá nên đang làm cái mới thì nữa. Không cho tải về luôn đấy. Tiếp tục à. UE. Đây phải game ngoại. Nên nó thun không phải game. Game engine. Wow. Mình đã random được 3 cái rồi mà không cái nào chơi được. Super Vadimka. Ok, ý là cái này có vẻ chơi được ấy. Mày không thể làm thế với tao đấy. Mày không thể làm thế với tao. Ok, game cuối cùng rồi, chúng ta chuyển sang cái cool stuff rồi. Ok, browser thì phải chơi được không? May mà mình biết chơi cái loại này. Kiểu mình chỉ được chọn mấy con số cao hơn và thấp hơn. Nào. Ok. 4 3. Shit. Cái lá nào ra? Mình phải tập mới được.
Phận 4 là sao? Ok. Và giờ mình sẽ bật cái này lên để video này không được kích. Strip rap. Ok. Ok. WISD V là... Bắt ạ. À. Oh shit, how? Mình không tập trung nhiều việc cùng lúc. Oh, thân này. Oh. Không té nữa. Ok, hai người chơi sẽ dễ hơn đấy. Vậy nên game tiếp theo. Lần này có nhiều thời gian mà. Cũng hay nhưng mà tôi không có tiền. Body tech. Hả? Ồ. Cái hay đấy. Quẩy luôn. May đơn này sai rồi. Xin lỗi, nó làm sao ạ? Cô phải nộp đơn này thì đơn kia mới được xác nhận. Vâng, đơn tôi phải nộp đơn kia thì đơn này mới được xác nhận mà. Đó không phải vấn đề cô không tuân theo thủ tục. Xin lỗi ạ, tôi sẽ sửa ngay. Này, làm việc tiếp đi. Hả? Cốc bút chì. Hả? Hào bóc và cái gì? Đây đây. Thấy chết đồ rồi. Inventory ơi. Cũng hay. Ồ cái gì. Cái gì. À hả. Còn gì đâu. Yêu. Thiết kế đồ vật đúng rồi. Bóp. Bóp. Xin chào buổi sáng. Ồ đã sáng rồi à. Chắc là tôi ngủ gật. Trông anh mệt quá. Tôi đã làm tăng ca suốt mấy tháng qua.
Với lượng thời gian tôi tăng ca, tôi có thể nghỉ hưu sớm 6 chỉ 2 3 năm rưỡi nữa là tôi sẽ được nghỉ. Tôi đã chọn được chỗ để ở chôn cất rồi. Khóa không vào được. Nói vì sóng tóc tu cái gì này, máy cà phê à? Hello, cho xin chìa khóa cái. Dạ, mình cần lý do thì mới tin được. Cái gì? Cho tôi bấm ấy. Hồ nó đến gần, nó đến gần kìa. Gì? Xin chào anh bạn, cậu đến đây để cứu tôi khỏi cuộc sống văn phòng nằm chán này à? Không, tôi cần cô giúp. Cái gì ngươi vừa nói ư? Đúng vậy. Nhưng mà cách nào? Ok, nó vừa miêu tả cách nó nói. Chuyện gì thế này? Tôi đến đây để nói cô giúp. Một con cú muốn tôi giúp ư? Phải, có gì lạ sao? Thế cậu cần tôi giúp gì? Đầu tiên là giới thiệu. Tên tôi là Percy. Tôi là May. Tôi biết rồi. The fuck? Tôi là Percy. Ok, kệ điều không gian khác. Có rất nhiều vũ trụ. Cái game này năm bao nhiêu vậy? Trong vũ trụ của tôi, cô là công chúa Augusta, nhưng cô ấy bị bắt cóc. Tôi cần cô đi cùng để giúp tôi cứu cô ấy. Mà không thể nào. Trước tiên tôi là robot cũ, thứ hai nhìn này. Ôi, cái này hả? Ok, đồng ý rồi. Làm gì này? Tạo một cánh cổng. Ok. Danh sách này. Không phải này. Cái này. Nó vi sóng 2 gram lithium á, 7 mét dây cáp, thiết bị máy tính, sửa này không? Buy the form together. What? Mày nói gì vậy? Form Fielding Expert. Muốn nộp đơn này tôi cần đơn kia. Đừng muốn nộp đơn kia tôi cần đơn này. Làm sao để fix được đó? Copy. Copy.
Nó giải thích rồi vẫn cảnh đó. Kiểu quay lại phòng theo một quyền gì không? Đấy, đây rồi. Fill it out. Thế nó giờ thì nó được chưa? AI Garrett. Ok, cách tháo nó vì sóng. Có cả lithium luôn. Pin điện thoại. Thôi. Pin điện thoại. Ông này lại cần việc gì đó. Viết báo cáo về việc chúng ta thành quân được thời gian. Viết báo cáo. Ok. Rồi, được rồi. Nhiều thứ đấy. Còn gì lấy không? Để hết rồi. Ông này sợ bóng tối rồi. Coffee. Mày đừng có đứng chắn đấy đâu. Ok, thế cũng được. Rồi bật lên. Xem nào. Được cái gì ấy? Vậy thật. Attack it to the wall. Ôi ôi. Good good good. Không. Ok. Tiếp theo là này em. Ok. Mình thiếu computer với này thiếu ăn đúng không? Thuốc này thuốc gì? Anti-stress. Cho cái này vào cà phê của ông kia đúng không? Thế mình phải tắt điện. Mình lại phải tắt điện này. Đây. Ngon. Hết luôn đồ rồi. Cái này rồi. Giờ mình bật cầu rao lên. Ông kêu uống thuốc. Rồi mình vào lấy. Mình lại quay lại lấy trộm đồ. Hello.
Tớt con. Con gì lếu? Nhiều thứ ấy. Tao 9 ngày. Ý mày là sao? Ồ, chẳng này chứ. Oh, what for having the most miserable Coffee maker. Không quan tâm. Đây rồi. Computer device đó. Computer device thì sao? À, mình đoán là có thiết bị máy tính lúc nào mình cũng biết. Đấy. Chương 2 phần 1. Và tiếng to á. Đừng để ý này. Yes. Next. Tao đợi. Ở đây. Bot. Tôi đang ở đâu? Của ngay đây. Ý tôi là đây phải Polytech không? Đây là bãi rác nhỉ? Nên biết. Thành phố ở đằng kia cơ. Đấy. Ok, giờ ta phải đi bộ đến cung điện. Phải cải trang. Cái quần áo kiểu gì? Cứ đến chỗ cầu rồi nó xử lý nốt quá. Đừng đi qua. Ok, chiều hướng này nhìn mấy cái background này là biết không có gì đây. Kiểu mấy cái mình bấm một đường ấy nó nổi lên ngay đây. Đi đi. Không, không bấm đâu. Mất hết đồ, sợ này. Chào. Chuột. Chào. À, tôi nằm mây. Coi giờ. Tôi mới đến thành phố, tôi bị lạc. Đống rác nó chặn đường à? Thank you.
Confluxamagnomatic. Confluxamatic. No, Confluxamagnomatic. Confluxamagnomatic. Ôi không, mình phải quay về để hỏi với cái game. Yeah, mình có thể hiểu tại sao game này kiểu dễ chán rồi. Oh, đứng ngay đây à? Cảm ơn. Chung nó thế nào? Hả? À? Chó nó không nói rõ ràng gì hết. À được này, mù. Ok, game console cái gì hả? Đường nào vậy? Có ba đường á? Gì nữa thế? Đây hai đường. TV. Không, thế nó quay lại. Second left, first left, first left again. Second left. Ở đây cũng có đường, mẹ nó. Second left. Không. First left. Rồi first left. Nó cứ bảo mình rẽ trái, cuối cùng mới đi một vòng. À, mà thôi, mình nghĩ mình chơi hết là nhiều ấy. Ôi, tao có vẻ game này cũng chưa hoàn thành ấy. Chỉ đến chương 2 thôi. Mình... Nó tự đi, mình không bấm gì hết. Concept thì thú vị ấy, nhưng mà cách thực hiện hơi chán. Và điểm yếu là mình mất quá nhiều thời gian di chuyển. Ê. Thì nói chuyện thì có mất thời gian. Đấy. Đây 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 đây. Thế nên game không thu hút người chơi đấy. Và game này có từ 2014 rồi. Nhưng cuối cùng nó không đi đến đâu cả. Buồn đấy. Yeah, nhìn tiếc rồi đấy. Yeah, vậy chào các bạn và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo.